nay 11 tháng tháng 4 mình có một số đồ gà cũng gửi đến anh chị các bạn. Hình thức là mình bán đồ gà là mình bán chuyển khoản nha. Anh em nào mua hàng nhớ điện thoại trực tiếp giúp mình nha. Nhắn tin hay gì đó là mình không có chốt hàng nha, điện thoại trực tiếp mình có thể chốt hàng cho anh em nha. Anh em mà xem thấy món đồ nào cũng phù hợp với mình có thể cho tour qua giúp mình nha. Chọn những món hàng nào phù hợp với mình. Buổi sáng thường thường mình đi bãi anh em có chuyển tiền hay là gì đó là trưa hoặc chiều mình về mình sẽ trả lời lại với anh em nha. Nhiều khi buổi sáng mình đi bãi giành giật món hàng là mình không có thể nào mình nghe điện thoại của anh em được, tại vì lúc này giành giật món hàng nó cũng khó lắm anh em ạ. Anh em mà xem kênh nhớ cho mình một like để đăng ký kênh để càng ngày càng phát triển kênh nha anh em. Rồi tiếp tục bây giờ mình vô vấn đề chính. Đầu tiên mình có mấy cái kèm mình gửi cho anh em nha. Kèm này kèm bóng, chính giữa đây nó có lò xo nha anh em, chính giữa đây nó có lò xo nha. Đó, ngoại hình như thế này, nó răng răng nó đủ rồi, nó làm đồ nó gia dụng, nó làm đủ cái đồ nha. Trong đây là kẹp nè, và đây trong giữa có khe rãnh lỗ nè, cũng có răng luôn nha. Mình hồng này có răng đó, anh em nhìn kỹ giúp mình nha. Con này cũng da băng nha anh em. Đó, cái này là tổng chiều dài của nó là 1,6 m nha anh em. Khúc khúc bóp với khúc cắt là gần 30 nha. Đó, nó có cắt luôn nha anh em. Nó có cắt luôn nha. Rồi, kiềm số 1 mình bán giá 120k một cây nha. Kiềm số 1 mình bán giá 120k một cây nha. Cái này chưa bao gồm phí ship nha anh em. Đó, 120k một cây, cái này mình có tới 4 cây nha. Số 1 mình bán giá 120k cho một cây nha. Rồi, tới bộ số 2 nè. Bộ số 2 là mình có một số gà vô máy bắn vít nha. Gà vô máy bắn vít. Nó đây nó nhiều loại mũi đó nha anh em. Mũi bự bự nhất của nó là 6 ly nha. Cái này là hàng hàng này là hàng chưa xài luôn nha. Đây 4 ly rưỡi nè. 4 ly rưỡi còn trong hộp nha. Đây 5 ly rưỡi nè. Đó. Trong hộp luôn. Này 4 ly 8 này nha anh em. 4 ly 8. Cái này 6 ly nha. Trong đây duy nhất có một mũi 6 ly, cái đầu này nó hơi bị sét thôi nha anh em. Đó, dưới trên đây nó bị mắc nước, nó xét một miếng khúc đây nha. Đó, khoảng tới đây nha. Đó. Rồi, mũi này 6 ly nha. Mũi này 3 ly 8 nha. Mấy mũi này là chưa xài, trong đây có một mũi này, một mũi 6 ly bự đó là nó có dùng rồi, nó bị xét nha. Đây, mũi này 3 ly 8 nè. Mũi này là 4 ly rưỡi. 4 ly rưỡi. Rồi mũi này là 5 ly nha nè. Đó, còn nó còn cái cạnh đó nó chưa mài nè, 5 ly. Rồi mũi này 4 ly rưỡi luôn nha nè. Rồi mũi này 3 ly 8. Mũi này 4 ly. Mũi này 4 ly luôn, nó có ghi chủ ở ô ta ở đây nha. Không biết là nó khoan cái gì. Mình không thấy số cái này nha. Rồi mũi này 4 ly luôn nha anh em. Mình đo ra cho lẹ. Rồi mũi này 4 ly 8 nè. Mũi này 5 ly nè. Mũi này 3 ly nè.
Mũi này 3 ly rưỡi nè. Mũi này 4 ly luôn nha anh em, 4 ly. Rồi mũi này 3 ly 6 nè. À, mình đếm với số mũi cho anh em coi nha. À, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mũi nha. 18 mũi dưới ở đây. Mình có một cái mũi da. Mũi này mũi fan đi ổ từ nhỏ tới lớn nha anh em. Đó. Mũi này khúc đuôi nó lớn nhất là 5 ly nha, nó bị gãy hết một mũi đầu nhỏ nha. Nó gãy hơn chút xíu nhỏ nha. Với đi kèm ở đây là hai cái mũi khoan nhỏ nha. Đây. Mũi nè, mũi của mũi do gỗ mà từ đầu đít nó là 2 ly nè. Và mũi này khoan sắt luôn, mũi nhỏ nè. Mũi nè, mũi nhỏ nè, không 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 phải đầu do gỗ nha, 2 ly luôn nha. Mũi này còn nằm trong hộp nha anh em. Rồi nó số tình trạng nó một số như đó mũi nha. Mình có cái mũi này mới luôn, nó chưa xài luôn nha nè, mà nó bị tuôn con ốc ngay đây nha. Mình tặng sẵn đây, mình tặng kèm theo luôn. Mũi này là mũi về anh em có tận dụng được thì tận dụng nha. Mũi này mũi 6 ly nha. Rồi cái số 2 mấy mũi khoan vít dài là mình bán giá 550 số 2 nha. Rồi tiếp tục cái số 3 nè. Số 3 là một bộ vít khoan gỗ, nó gồm 20 mũi nè nha anh em. Nó gồm 20 mũi nha. Từ nhỏ tới lớn nha, cỡ lớn nhất của nó là 6 ly rưỡi nè. Mũi này cũng chưa xài luôn nha anh em. 5 ly rưỡi nè. 6 ly rưỡi nè. 5 ly rưỡi nè. 6 ly nè. 6 ly 2 mũi luôn nè. 5 ly nè. 5 ly luôn. Rồi 4 ly rưỡi, 4 ly rưỡi nó 2 mũi luôn nha. Rồi 4 ly nó 2 mũi luôn. Ba ly rưỡi nó 2 mũi luôn nha anh em. Ba ly nó 2 mũi luôn nè. Rồi hai ly rưỡi nó 2 mũi. 2 ly nó 2 mũi. Cái mũi dài nhất, tổng chiều dài của nó là 1 tấc mốt nha nè. Còn mũi ngắn nhất của nó là 70 nha. Đó. Trung bình mấy cái mũi là 1 tấc mốt nha. Mũi ngắn của nó là khoảng 70 nha. Rồi cái số 3 mình bán gồm 20 mũi này là giá 350 nha nè. Vít dài khoan gỗ nha. Vít dài khoan gỗ. Vít dài khoan gỗ nha. Đây, 20 mũi luôn nha. Bự nhất của nó là 8 ly rưỡi, nhỏ nhất của nó là 2 ly. Rồi tiếp tục cái số 4. Số 4 là mình có mấy mũi khoan bê tông tường nha. Trong đây nó có hai mũi gà vít nha nè. Cái này là mũi này là mũi 6 ly nha. Còn mũi này mũi 8 ly nè, có hai mũi vít gà, mũi 6, mũi 8 nha. Còn ở đây. Ở đây 6 ly luôn nè. Mũi này kẹp mũi này mũi tròn thẳng luôn nha anh em. 6 8 nè. Cái này 8 ly luôn nè. 8 ly nè. Cái này 4 ly rưỡi còn 4 ly rưỡi còn nằm trong hộp luôn nha anh em. Cũng đầu tròn luôn nha. Mũi này mũi 12 ly. Mũi 12 ly này đầu ba cạnh nha. Đó. Mũi 12 ly này đầu ba cạnh.